Xin kính chào quý vị và các bạn. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Thì mình đã có một số cái video tham quan rồi, bây giờ lại có một cái video này nữa là tham quan ở cái khu đường hầm ấy. Đây này. Lối vào khu tái hiện vùng giải phóng, lối vào địa đạo. Đấy. Giờ mình đi theo cái hướng này, đi theo hướng này nhá. Khu này rộng lớn lắm. Tổng chiều dài đường hầm ở trong khu địa đạo Củ Chi vùng đất thép này là lên đến 250 km cơ. Pháo này, máy bay này, máy bay to không này. Đây pháo này. Cái máy bay này rất to luôn nhá. Đây. Máy bay này rất to luôn. Pháo đây, máy bay to lắm. Đây. Máy bay to lắm. Ui giời. Ở bên kia có những khẩu pháo kìa. Đây lại máy bay này. Đấy. Đây. Ôi, thích lên đây mà ngồi thôi chứ. Đây, đấy. Dạ em lên nhé. Ừ. Bạn này bạn đang chụp cho bạn của bạn ấy ngồi trên máy bay phi công đấy. 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 Em lên trên đấy em ngồi nữa. Để bạn ấy xuống bạn chụp cho kỷ niệm mà. Đấy. À. Không thử em thử lên trên đấy ngồi một lần làm phi công. Ố. Ừ, lên đi. Đây này. Đấy, bạn này bạn lại còn muốn lên nữa đây này. Đấy, bạn này bạn ấy muốn lên làm phi công về này. Đấy, đây. Cái này là máy bay UH-1A, năm sản xuất 1956, tổ lái có 2 người, chiều cao là 4,39m, có tải là 4.100 kg, xuất xứ của Mỹ, chiều dài là 17,4, trọng lượng không tải là 2.365 kg, tốc độ tối đa là 217 km/h, tầm bay tối đa là 507 này. Đấy, vũ khí mang theo tên lửa rocket, 2 súng máy 7,62mm với 12.000 viên đạn này. Đấy. Bây giờ đi vào trong này tiếp tục nhá. Cái máy bay này là to nhất này. Ở cái cánh quạt này, ai à, cánh quạt đây còn thêm hai cái gì. Ui trời. Chiều dài phải mười mấy mét, năm mười hơn chục mét, nguyên cái cánh bên này hơn chục mét. Xem cái máy bay này là máy bay gì đây? Máy bay này là máy bay C-130 số 005, năm sản xuất 1970, tổ lái 46 người, cao 11,6 mét này, xuất xứ của Mỹ này, chiều dài là 29,8 mét này, sải cánh là 40,4 mét này. À, chiều rộng là 40,4 mét, diện tích là 162,1 mét vuông này. Đấy, trọng lượng rồng là 38.000 kg này, tốc độ tối đa 610 km/h này. Đấy. Cái máy bay này là lớn nhất ở trong cái đám này. Đấy. Đấy. Pháo ơi. Tăng này. 5 anh em trên một chiếc xe tăng, cứ nhìn thấy cái xe tăng à, lại nhớ đến 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Như 5 bông hoa nở cùng một cội, như 5 ngón tay trên một bàn tay. Đấy. Nhiều xe tăng lắm. Đây, 1, 2, 3, bên kia cũng có xe tăng.
pháo, pháo nhiều, máy bay nhiều. Ở đây là xe tăng M48. Xe tăng M48 Patton, năm sản xuất 1950, chiều dài 9,3m, chiều cao 3,1m, tốc độ tối đa 48 km/h, xuất xứ của Mỹ. Kíp xe là 4 người, chiều rộng 6,62m, trọng lượng là 16,6 tấn. Vũ khí mang theo pháo 90mm, súng máy M2 12,7. 12,7 ly đấy nha. Kính chào quý khách khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Không à, bây giờ đi vào đường hầm mà đi vào chỗ nào đây? Cái đoàn của mình kia. Đây, lối vào trường bắn này, lối vào địa đạo, à, lối vào địa đạo đi lối này. Chào bác, địa đạo đi lối nào bác? Đây ạ, đi theo vào cái cổng đây ạ. Đúng rồi. À, vâng, trân trọng cảm ơn bác. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, sơ đồ các điểm tham quan khu Bến Dược. Đấy. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, kính chào quý khách. Nhà kia để nhiều bom lắm. Bây giờ đi vào đây nhá, đi vào đây. Cứ đi bình tĩnh từ từ đợi đoàn đi cho nó dễ. Thành phố Hồ Chí Minh, ở dưới là địa đạo Củ Chi. Đây. Cổng vào mái vòm, mái vòm. Bên này thấy là điểm dừng chân lý tưởng của các đoàn khách du lịch gần xa. Nhiều súng quật trần. Nằm trong top 7 địa điểm du lịch kỳ lạ ở khu vực Đông Nam Á và trong 6 công trình nhân tạo của thế giới, mỗi năm đi đảo Củ Chi đón một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu về cuộc chiến đấu cực kỳ nhân hổ. Bom đạn pháo. Đây cái chỗ này là cái chỗ đấy, các xuống hầm đấy. Đây bây giờ mới